Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66 xe 27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng nha. Hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Mọi người có nhu cầu trả góp thì qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Còn số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 06, con số 8748. Số thứ ba là 05853, con số 0. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy hay là muốn liên hệ với bên mình thì mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là fanpage nha. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy mình hỗ trợ thêm tai nghe. Có một số máy mình bảo hành thấp hơn thì mình sẽ báo với mọi người trên video luôn nha, để cho mọi người dễ tham khảo, dễ mua. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh luôn, trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy rồi. Mọi thông tin chi tiết thì mình có để dưới phần mô tả video này, anh em chỉ cần kết vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả các thông tin cho mọi người dễ tham khảo mua hàng nha. Anh em nào có video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình luôn nha mọi người. Tai nghe AirPods Pro Gen 2 nha mọi người, AirPods Pro Gen 2. Giá bán của bên mình là 195.000 nha, AirPods Pro Gen 2 nha. New 195.000. Và mình có thêm tai nghe AirPods Pro nha, Pro. Thì giá bán của bên mình là 185.000 nha, mới nha mọi người, mới. Tiếp theo là tai nghe AirPods 2. AirPods 2. AirPods 2 thì giá bán của bên mình là 165.000, 165.000 AirPods 2. Samsung Galaxy S7 nha. Galaxy S7. Galaxy S7 này thì ám nha, ám. Giá bán của bên mình là 750.000 nha, 750.000. Những cái này thì tới thời điểm hiện tại thì pin nó sẽ không có ngon nha. Mọi người mua chữ trái thì ok. Tại vì viên pin của những cái máy ngày xưa rất là thấp luôn. Và những cái viên pin ngày xưa nó rất là thấp và nó vừa bây giờ nó khá là lâu rồi, và màn hình là màn hình độ phân giải lên đến 2K nên nó sẽ hao pin hơn, và những lưng kính này nó sẽ hơi nóng hơn một tí nha, tại máy ra cũng khá lâu rồi. Giá chữa cháy là chỉ 750.000. Samsung Galaxy Note 8, Note 7 nha, Note 5 chứ, Galaxy Note 5. Con này màn hình cũng hơi ám, giá bán là 850.000 nha. Con này pin cũng khá là tệ luôn. Mình bán những cái này cho mọi người thì mình báo trước cho mọi người là pin nó sẽ không có được tốt nha. Pin con này thì xài, nếu mà xài liên tục thì tầm vài tiếng thôi nha, liên tục thì vài tiếng thôi. Còn nếu mà mình để nghe gọi hay mình xài tạt tạt thì được tầm gần ngày. Những cái này thì nói chung là cấu hình cao rồi, giá thì vừa chỉ có 850.000 Galaxy Note 5 nha. Màn hình OLED RAM 4GB luôn. Con này là con Redmi K40 Gaming. Con này chạy chip Dimensity là 1200, một cái máy để chiến game nha. K40 Gaming thì RAM 12GB, ổ nhớ trong là 128GB nha, màn hình còn khá đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 4.750.000 nha, K40 Gaming. 4.750.000, con này đầy đủ tiếng Việt, đã chạy lên đã chạy được tiếng Việt đầy đủ nha. Máy thì nguyên zin, hoàn đẹp 98 nha, K40 Gaming. Oppo Reno 6 5G. Con này ngoài nó hơi chạy xíu nha. Giá bán của bên mình là 3.700.000 nha. Reno 6 5G hơi chạy tí thôi, chỉ với giá 3.700.000. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128, sở hữu màn hình OLED nha. OLED, chạy chip Dimensity là 900. Samsung Galaxy S21 Plus, hàng chính hãng 2 SIM. 21 cộng này, hàng chính hãng 2 SIM nha. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người, ngoại hình đẹp 98. Giá bán của bên mình là 6.900.000 nha, 6.900.000. S21 cộng nha, ngoại hình đẹp 98, 6.900.000, hàng Việt Nam 2 SIM. iPhone giá rẻ tiếp nha. Đây là iPhone 11 Pro Max. Con này thì màn hình linh kiện nha, màn hình linh kiện, viền nó hơi dài, giá cực kỳ tốt thôi, chỉ với giá là 6.400.000 nha. Đây, màn hình linh kiện không xác định, máy zin 64GB, pin còn 84 nha, 11 Pro Max. Tiếp theo là iPhone 11, giá rẻ luôn. Con này thì màn hình linh kiện, pin bảo trì, pin còn 79 nha. Giá bán của bên mình là 5.400.000, hơi chạy xíu. iPhone 11 chỉ với giá 5.400.000 nha.
Xiaomi Redmi 9C RAM 4 128 1.950.000. Con này thì ba camera, màn hình rất là to luôn. Redmi 9C. Xiaomi Redmi Note 9S nha, RAM 4 164, ngoại hình 97, hơi kháng xíu, giá thì chỉ với giá là 2.250.000 thôi. Redmi Note 9S RAM 4 164, con này camera 48 chấm, chạy chip Snapdragon 720. Mình có RAM 6 bộ nhớ trong 128, màn hình nó ám nhẹ thôi, giá bán thì chỉ có 2.150.000 nha. Note 9S chạy chip Snapdragon nha. Nói chung là viền những cái này thì nó hơi cắn, giá nó rất là rẻ rồi. Samsung Galaxy M53 5G. M53 5G nha. RAM là 6 bộ nhớ trong 128, màn hình LCD. M53 thì giá bán của bên mình là 4 triệu nha, máy đẹp nha, M53 5G. S21 5G hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình đẹp, giá bán của bên mình là 6 triệu nha. S21 5G 6 triệu. Samsung Galaxy A53 5G RAM 8 128 3/1/2024, ngoại hình đẹp như mới luôn, 5 triệu nha. A53 5G bảo hành rất là dài. Note 20 5G nha, con này thì màn hình nó hơi ám nhẹ thôi, giá bán là 3950 nha. Note 20 5G RAM 8 1/256GB, giá rẻ nha, ám nhẹ thôi, ảnh hưởng gì hết. S21 Ultra 5G một SIM, máy đẹp, giá bán của bên mình là 8.450.000 nha. 8.450.000. RAM là 12, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì bản hàng nha. Ngoại hình khá là ken luôn. 8.450.000 và mình có hàng công ty, máy đẹp là 10 triệu nha. Tất cả các máy bên mình bán ra đều hỗ trợ cho mọi người trả góp hết nha. Anh em có nhu cầu thì qua bên mình trả góp thì mọi người cứ qua bên mình làm hồ sơ, không bao nợ xấu nha. Nợ xấu thì hầu như người ta chỉ bán iPhone thôi, tại iPhone nợ xấu thì người ta sẽ cài iCloud vô nha mọi người. Còn riêng Android thì không ai bao nợ xấu cả. Con này là con S20 FE chính hãng, 2 SIM, RAM là 8/128 nha, màn hình nó ám nhẹ thôi. Giá bán là 4.450.000, nhẹ cực kỳ luôn nha. 4.450.000. VinMark Lite 4 nha, RAM 6 64, giá bán là 2.250.000 nha. Lite 4 RAM 6 64GB. Samsung A33 5G 3/1/2024, máy đẹp 99 nha, ken 4 triệu. Mi Note 8 Pro RAM 6 128, máy chạy 1.850.000 nha. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10, màn hình nó ám nhẹ thôi, RAM 6GB luôn, giá bán là 2.150.000 nha. Redmi Note 10 nha, 2150. Poco X3 Pro nha, cái này ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy. RAM là 8GB bộ nhớ trong 256GB nha, chip 860. Giá bán của bên mình là 3.150.000 nha. X3 Pro RAM 8 256, này sườn nó hơi xấu nha, vỏ hơi xấu. 3.150.000 thôi. X3 Pro RAM 8 256GB. iPhone 8 Plus nha, cái này thì máy zin chuẩn nha mọi người, pin thay 100 rồi, 64GB quốc tế. Đây, 64GB. Bằng Mỹ nha, 8 Plus. Giá bán của bên mình là 3.650.000, pin 100. 8 Plus nha. 3.650.000 nha. Con này là con Samsung A23 RAM 4 128 nha, cái này máy xách tay nha, A23 nè, bán hàng nha, xách tay RAM 4 128, giá bán của bên mình là 2.750.000 nha. 2.750.000 A23 2750 RAM 4 128GB. iPhone 11 nha, con này thì hàng Việt Nam 64GB. Pin 85 nha, iPhone 11. Ngoại hình hơi trầy nè, hơi trầy nha. Hơi xấu. Ngoại hình hơi xấu xíu. Giá bán của bên mình là 5.950.000 nha, 5.950.000 thôi, iPhone 11 nha. Hơi xấu tí, 5.950. Samsung Galaxy M53 5G nha. Ngoại hình sườn nó có hơi chạy nha, sườn hơi chạy xíu. Giá bán của bên mình là 5.150.000 nha. M53 5G RAM 8 256, vỏ lưng thì còn đẹp nha, chỉ cái sườn nó hơi chạy nhẹ do
Xương nó xay nhẹ cho xay ớt nha. Đây, lưng đẹp keng luôn, lưng đẹp keng luôn nha. M53 5G sẽ là RAM 8 256GB, màn hình OLED nha. Chỉ với giá là 5.150.000 thôi. Tecno bộ 32 nha, RAM 6 bộ nhớ trong 128, máy hơi trầy xíu. RAM 6GB nha, cũng bóc nè. Đây, ngoại hình hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 2.350.000 thôi, 2.350.000 nha. Tecno bộ 32. Redmi K40 Pro nha, con này chạy chip Snapdragon nha mọi người. RAM 6 128 nha. Giá bán là 4.750.000 nha, 4.750. K40 Pro nha, 4.750.000, full box nha. Đầy đủ phụ kiện riêng. Redmi K40 Pro. iPhone 11 Pro Max nha. Con này pin còn 85, con này tróc nhẹ xíu nè, bằng đồ kim nè. Đây, chốc xíu. Đây. Chốc nhẹ xíu chỗ này nha. Giá bán của bên mình là 8.900.000 nha, 11 Pro Max, 64GB, ngoại hình đẹp 98 nha. 8.900.000, 11 Pro Max, giá cực kỳ tốt. Bây giờ iPhone rất là ít hàng nha. iPhone 12 Pro nha, con này men zin màn zin, mắc Face ID. Mắc Face ID nha. Bị lỗi Face rồi. Men zin màn zin. Pin còn 85. 12 Pro. Giá bán của bên mình sẽ là 7.850.000 nha, 12 Pro. 7.850.000 thôi. Máy men zin màn zin nha. Màn hình này zin thì rất là giá trị nha mọi người, tại màn này khá là mắc, màn hình OLED nha. Vivo Y22s, RAM 4 128 nha, 2.900.000 thôi. Và mình có bản RAM 8, bộ nhớ trong 128, giá bán là 3.250.000 nha. 3.250.000. Vivo Y35, RAM 8 128, máy đẹp 99, 3.6 nha. Y35, hôm nay còn 3.6. iPhone 11 nha, con này ngoại hình nó hơi trầy này. Pin còn 87 nha. Tổng thể này hơi trầy nè. Giá bán của bên mình là 6.350.000 nha. Máy zin. Hàng Việt Nam nha, iPhone 11 64GB, máy zin nha. Trầy đây, này. Máy chuẩn. Xiaomi Mi 11 Lite 5G nè. Màn hình OLED, con này thì rất là mỏng luôn, nhỏ, gọn nha, cầm rất là nhẹ. RAM 8GB, như trong là 128, Mi 11 Lite 5G nè, màn hình OLED, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình là 3.800.000 nha. Còn một cái iPhone 12 nè, trầy nhẹ nha. Pin còn 87. iPhone 12 bản Nhật 64GB, ngoại hình đẹp nha. Trầy nhẹ tầm 98 thôi. Giá bán của bên mình là 8.700.000 nha, 8.700.000, iPhone 12 nha, nguyên zin. S22 Ultra 5G hôm nay về tiếp nha. Cây này là cây sách tay, máy đẹp 99% luôn. Con này thì hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha, bản quốc tế. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn, còn cả siêu viền luôn nè, đẹp keng, 99%. RAM 8 128GB, S22 Ultra, màu xanh, 2 SIM. Giá bán của bên mình là 13 triệu nha, 13 triệu, S22 Ultra, 13 triệu. Và mình có máy new nữa, hôm nay mình về thêm được một cây máy new nữa. Đây, tổng thể là mình còn 3 cây máy, bảo hành 12 tháng nha. Đây, S22 Ultra, còn 3 cây, bảo hành 12 tháng nha. Bảo hành chính hãng 12 tháng. RAM là 8, bộ nhớ trong 128GB, bảo hành tới 18 tháng 7 nha, 18 tháng 7, 2024, ngoại hình thì như mới luôn, vui cho mọi người coi luôn nha.
Đây, S2 Ultra còn cả siêu viền luôn, như mới nha. Giá bán là 14 triệu 2 nha, S22 Ultra 14 triệu 2. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho mọi người, mua cực kỳ yên tâm nha. RAM sẽ là 8GB, mua nhớ trong 128, hàng chính hãng, hai SIM vật lý nha. 8128 nè. Bảo hành 12 tháng, S22 Ultra chỉ 14 triệu 2 thôi. Tecno Bova 4 Pro nha, RAM 8128, giá bán là 3 triệu 650 nghìn. Con này thì được sở hữu màn hình OLED này, sạc 45W, RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Bộ nhớ RAM thì có thể mở rộng lên 5GB nữa nha, là thành 13GB nha. Tecno Bova 4 Pro màu đỏ, máy khá là đẹp luôn, 3 triệu 650 nghìn. Đầy đủ phụ kiện zin nha. Google Pixel 7 nha, RAM là 8128, máy đẹp Pixel 7 nha. Đầy đủ phụ kiện zin nè, khá là đẹp luôn. Bản quốc tế nha, giá bán là 8 triệu 9 Pixel 7. Anh em nào muốn trải nghiệm thì mua con này nha. Con này nó một con máy của Google siêu mượt luôn, siêu mượt luôn nha. Siêu mượt, siêu đỉnh của dòng Android. Con này là con Vivo V21 5G, RAM 8128 nha. V21 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 3 triệu rưỡi. Phụ kiện theo máy, chưa xài luôn, cả cáp sạc, cáp lưng đầy đủ nha, 3 triệu rưỡi. Galaxy A34 5G, giá bán của bên mình là 5 triệu 950 nghìn. Con này máy new nha, máy mới, mới vừa mua thôi. A54 5G, anh em mua con này tiết kiệm được 2 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 12 RAM 4128, giá bán là 3 triệu 6 nha. Note 12 4128, 3 triệu 6, máy đẹp như mới luôn. Máy trần RAM 4128 thì giá bán là 3 triệu rưỡi nha. Galaxy Z Flip 4 RAM 8256, qua hình từ tháng 10 2023, đây đẹp keng. Giá bán của mình là 11 triệu nha, 8256, đẹp keng, bảo hành. Vivo Y72 5G RAM 8128. Y72 5G đây. Con này hơi trầy nha, hơi trầy. Giá bán là 3 triệu 4 nha, 3 triệu 4, Y72 5G RAM 8128. Galaxy A24 nha, RAM 6128, 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2, A24 mới ra. Con này là con Realme 9 nha, 3 triệu rưỡi. RAM 8128, Realme 9, 3 triệu rưỡi nha. Camera 108 chấm luôn, màn hình khá là đẹp, đầy đủ phụ kiện zin nha, 3 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, RAM 6128, 3 triệu 9 nha. Mi 11 Lite 5G ne, 3 triệu 9, máy đẹp, RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Realme 8 5G nha. 8 5G, màn hình đẹp. Giá bán của bên mình là 3 triệu 350 nghìn nha. Realme 8 5G, màn hình đẹp nha, 3 triệu 350 nghìn. Samsung Galaxy S22 Ultra, RAM là 8128 nha. Màn hình đẹp 98, có hơi trầy. Màn hình có hơi trầy nha, 13 triệu. Mình có máy mới nha mọi người, máy này là mới, mình có màu đỏ, máy mới mua ngày hôm qua. Giá bán của bên mình là 14 triệu 2, còn bảo hành chính hãng là 12 tháng nha, 14 triệu 2. Và mình có bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, hàng Việt Nam luôn, trầy nhẹ, giá bán của bên mình sẽ là 14 triệu nha. Samsung Galaxy Tab S7 nha, FE, full box, con này ngoài hơi trầy nha, ngoài hơi trầy xíu. Đây, ngoài hơi trầy xíu nha. Giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 9 nha. Tab S7 FE, Tab S7 FE sẽ là RAM 4 một nhiêu trong số 4, chạy chip Snapdragon là 750 5G nha, 750 5G. Tiếp theo là mình có một cây, cây này là cây Lenovo. Cây này là cái máy, nói chung là cấu hình khá là khỏe nha, Lenovo này.
Lenovo Yaoxin Bud Pro 2021. Con này thì RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128. Màn hình là độ phân giải lên đến 2K nha, màn hình độ phân giải 2K. Chạy chip Snapdragon là 870 nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 6 triệu thôi, 6 triệu. Quà đẹp kê, đầy đủ tiếng Việt nha. Yaoxin Bud Pro 2021. Camera rất là đẹp luôn, một con máy màn hình to, chip mạnh Lenovo nha. Cái này là cái Samsung Galaxy Tab S7 FE. Những cái Tab S7 FE bên mình bán thì đều xài SIM nha, đều có 4G hết nha, ngoài đẹp keng như mới luôn. Có bao da xịn sò này, Tab S7 FE. Con này sẽ là RAM là 4GB 64, giá bán của bên mình chỉ với giá là 6 triệu tư, máy đẹp keng 99 nha. Có cây này cũng đẹp keng 99 luôn, không có ốp nha, không có ốp mà đẹp kèm cho cái bút này, 6 triệu tư luôn nha, máy đẹp keng 6 triệu tư. Samsung Galaxy Tab A7 Lite nha, 2 triệu 350 nghìn, màn hình 8 inch nha, RAM 3 cũng như trong 32GB, Tab A7 Lite. Con này là con Mi Band 5, RAM 6128, chạy chip Snapdragon là 860, màn hình 10 inch, độ phân giải là 2K nha. Cây Mi Band 5 này thì trầy, hơi trầy nhẹ, giá bán của bên mình là 5 triệu 2, Mi Band 5. Chỉ với giá là 5 triệu 2 thôi nha. Bao lưng bao da nó thì hơi cũ nha. 5 triệu 2, Mi Band 5. iPhone 11 64GB nha, con này thì pin 89. Ngoại hình thì đẹp 98 nha, có trầy nhẹ màu đen. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 6 triệu 950 nghìn nha, iPhone 11 màu đen. Máy đẹp nha. iPhone 11 Pro Max 64GB, con này thì thay pin rồi, máy zin nha, men zin màn zin chuẩn nha. Giá bán là 8 triệu 7 nha mọi người, 11 Pro Max. iPhone XS Max nha, 64GB. Con này thì thay màn rồi, giá bán là 5 triệu 350 nghìn nha, 5350. XS Max nha, giá tốt. iPhone 11 64GB, con này thay pin, giá bán là 5 triệu 9, ngoại hình thì còn đẹp nha, 5 triệu 9. iPhone 13 128GB, con này thì pin còn 89 nha, giá bán là 12 triệu 7 nha mọi người, 12 triệu 7 màu 3, iPhone 13 màu đỏ. iPhone 11 hàng Việt Nam 128GB, pin còn 88, ngoại hình đẹp, còn cũng còn khá đẹp nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 450 nghìn thôi, iPhone 11. XS Max 64GB, pin 86, ngoại hình đẹp 98 nha, màu gold. Giá bán là 6 triệu 6 nha. XS Max 64GB, con này trầy nhẹ tầm 97 nha. Giá bán là 5 triệu 950 nghìn, giá cực kỳ tốt nha. Con này pin còn 80 nha, 5 triệu mấy thôi, đã sở hữu được iPhone XS Max. iPhone XS nha, con này thì pin 100, thay pin, máy đẹp 98 nha, 4 triệu 7 nha. iPhone 11 Pro pin 82, ngoại hình đẹp 98, con này khá đẹp nha mọi người, giá bán là 7 triệu 6. iPhone 11, con này pin 85 nha, giá bán là 6 triệu 450 nghìn, trầy nhẹ nha, iPhone 11. iPhone 12 Pro 128GB pin 100, giá bán là 11 triệu 950 nghìn nha, pin 100 luôn, iPhone 12 Pro. iPhone 12 con này pin thì còn 87 nha, 8 triệu 8, ngoài đẹp 98 nha, ngoài khá là đẹp luôn, iPhone 12 nguyên zin. iPhone 12 nha, con này thì 64GB pin 100, ngoài đẹp 98 nha, 8 triệu 350 nghìn nha. iPhone 13 con này pin 91 nha, ngoài 97 có hơi trầy xíu, giá bán là 12 triệu 7 nha. Còn một cây 13 Pro Max 256GB pin 88, giá bán là 17 triệu 950 nghìn nha, 17 triệu 950 nghìn 13 Pro Max. iPhone 11 Pro Max nha,
11 Pro Max. Con này thì pin đã thay rồi nha, pin thay 256 GB. Giá bán của bên mình là 9 triệu 8 nha, 9 triệu 8, 11 Pro Max, 256 GB pin thay. iPhone 11 nha, cái này hơi trầy, pin còn 80. Giá bán của bên mình là 6.350.000 nha, 6.350.000 iPhone 11 pin 80 nha, 6.350 thôi. Máy zin nha. iPhone 12 Pro ngoại hình đẹp nha, còn khá đẹp luôn. 128 GB. Bản Mỹ. Bản Mỹ có modem 5G nha. Pin con này thì còn 86 nha mọi người, còn 86, 12 Pro ngoại hình đẹp pin 86. Giá bán của bên mình là 11.750.000 nha, 750.000, màu xanh, máy rất là đẹp nha. 12 Pro. Oppo Reno 8 5G. RAM 8256, con này chạy chip Dimensity là 1300 nha. 1300 mắt. Đây. RAM 8 của như trong 256 Reno 8 5G, ngoại hình còn khá đẹp nha. Giá bán là 6 triệu 8 nha. Reno 8 5G. Samsung Galaxy S10+. S10+, RAM 8 128, hàng chính hãng, 2 SIM, máy đẹp. 4.350.000 thôi, 4350 S10+ nha, hàng Việt Nam. 4.350.000. Màn hình khá đẹp nha. Đây, màn hình độ phân giải 2K, RAM 8 128 GB. Đây, 2 SIM nha. S10+, khá đẹp luôn. 4.350.000 thôi. Cái này là cái Samsung S21 FE 5G, ngoại hình đẹp keng 99 luôn. Khá đẹp. RAM là 8 như trong 256 GB. Keng 99 như mới luôn nha mọi người, như mới luôn. Giá bán là 7 triệu nha. S21 FE 5G 8256, hàng chính hãng. Đẹp như mới. Samsung Galaxy S22 Ultra, RAM 8128. Đây, Ultra 8128, trầy nhẹ nha. Trầy nhẹ. Hàng Việt Nam. Giá bán của bên mình là 13 triệu nha, 13 triệu. S22 Ultra 8128 hàng Việt Nam, còn bảo hành 25 ngày nữa nha mọi người. Bảo hành chính hãng 25 ngày nữa. 13 triệu nha mọi người. Tecno Spark 10 Pro nha. Con này thì RAM 8 1 như trong là 256 GB, camera 50 chấm, con máy rất là to và đẹp nha. Cái viền này làm nhám rất là đẹp nha mọi người. Spark 10 Pro. Giá bán của bên mình là 3.250.000 nha, Spark 10 Pro này, 8256. Camera trước là 32 chấm, camera sau lên đến 50 chấm nè. RAM 8 GB, có thể mở rộng thêm 8 GB, nguồn như trong là 256 GB. Màn hình là độ phân giải là Full HD nha, pin 5000, màn hình khá là to luôn. Con này rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. 3.2 triệu. Tecno Bova 4 Pro nha, RAM 8128, giá bán là 3.650.000. Con này thì được sở hữu màn hình OLED này, sạc 45W, RAM 8 bộ nhớ trong là 128 GB. Bộ nhớ RAM thì có thể mở rộng lên 5 GB nữa nha, là thành 13 GB nha. Tecno Bova 4 Pro màu đỏ, máy khá là đẹp luôn. 3.650.000. Đầy đủ phụ kiện zin nha. Google Pixel 7 nha, RAM là 8128, máy đẹp Pixel 7 nha. Đầy đủ phụ kiện zin nè. Khá là đẹp luôn. Bản quốc tế nha. Giá bán là 8.9 triệu Pixel 7. Anh em nào muốn trải nghiệm thêm con này nha. Con này nó một con máy của Google siêu mượt luôn, siêu mượt luôn nha. Siêu mượt, siêu đỉnh của dòng Android. Con này là con Vivo V21 5G, RAM 8128 nha. V21 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 3.5 triệu. Phụ kiện theo máy, chưa xài luôn. Cáp sạc, cáp lưng đầy đủ nha.
3 triệu rưỡi. Galaxy A34 5G giá bán của bên mình là 5.950.000. Con này máy new nha, máy mới, mới vừa mua thôi. A54 5G, anh em mua con này tiết kiệm được 2 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 12 RAM 4128 giá bán là 3.600.000 nha, Note 12 4128. 3.600.000, máy đẹp như mới luôn. Máy trần RAM 4128 thì giá bán là 3.500.000 nha. Galaxy Z Flip 4 RAM 8 256 qua hình từ tháng 10 2023 đây, đẹp keng. Giá bán của mình là 11 triệu nha, 8 256, đẹp keng, bảo hành. Vivo Y72 5G RAM 8 128, Y72 5G đây, con này hơi trầy nha, hơi trầy. Giá bán là 3 triệu 4 nha, 3 triệu 4, Y72 5G RAM 8 128. Galaxy A24 nha, RAM 6128, 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2, A24 mới ra. Con này là con Realme 9 nha, 3 triệu rưỡi, RAM 8128, Realme 9, 3 triệu rưỡi nha. Camera 108 chấm luôn, màn hình khá là đẹp, đầy đủ phụ kiện zin nha, 3 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, RAM 6128, 3 triệu 9 nha, Mi 11 Lite 5G ne, 3 triệu 9, máy đẹp, RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Xiaomi Mi 11T RAM 8128, con này ngoại hình cũng đẹp 99 luôn nha. Bóc nè, đây Mi 11T phụ kiện zin sạc 67W nha. Giá bán của bên mình chỉ với là 4 triệu 850.000 thôi, 4 triệu 850.000, Mi 11T. Oppo Reno 6 Pro 5G nha, phun bóc luôn. 6 Pro 5G thì RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Chạy chip Snapdragon là 870. 6 Pro 5G hàng chính hãng nha, RAM 12GB. Đây, sạc cáp zin, phun bóc. Giá bán là 7 triệu 150.000 nha, 7150. Reno 6 Pro màn hình cong. Này thì mình về được hai em Samsung Galaxy S22 Ultra nha. Con này thì hàng chính hãng nha mọi người. Máy vừa mua hôm nay luôn, vừa mua hôm nay. Đây, còn bảo hành cho mọi người là 12 tháng nha. Còn siêu viền luôn, ngoại hình đẹp keng như mới. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 14 triệu 2 nha. S22 Ultra 5G hàng Việt Nam 14 triệu 2. RAM 8128 nha, hàng chính hãng nha, 14 triệu 2. Này thì mình có được hai em nha. Lô này là hết hàng luôn, hàng máy mới được này là hết luôn nha, không còn nữa nha, còn hai em duy nhất thôi. S22 Ultra 5G hàng Việt Nam. Bảo hành 12 tháng, RAM 8128. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nha, con này thì nó ngoại hình xấu nha, tróc thủy nhẹ nè. Tróc thủy nhẹ nha, lưng. Nó bị nhăn cái chỗ này nha, nhăn chỗ nó vít gấp nha. Giá cực kỳ tốt luôn. Hàng chính hãng Việt Nam, 2 SIM. RAM 8128 nha. 2 SIM là 1 SIM vật lý và 1 eSIM nha. Z Flip 3 5G. Giá bán của bên mình là 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7. Cái này bên mình bao test cho anh em 1 tuần nha, bao test 1 tuần. iPhone XS nha, XS. Con này màn hình lô, giá bán của bên mình là 3 triệu 2 nha, XS màn hình lô. Những cái này thì anh em bao test, mình chỉ bao test cho anh em 3 ngày thôi nha, xài full chức năng thôi nha, màn hình lô, pin bảo trì nha, giá rẻ thôi, pin 76 này, bảo trì, màn hình lô, 3 triệu 2. Tiếp theo là cái máy giá rẻ nữa, iPhone 8 Plus nha. Con này ai lao ảnh nha mọi người, ai lao ảnh. Pin còn 100, máy ngoại hình đẹp keng 99 nha. Những cái này thì những cái máy lỗi này thì mình bán cho anh em chữa cháy nha, bao một tuần thôi, không bao nhiêu nha. 8 lớp GA 64GB quốc tế, SIM không giới hạn nha. Ngoại hình đẹp keng 99. Giá bán của mình là 2 triệu 350.000 nha, 2 triệu 350.000. 8 lớp 64GB. Hello bạn.
iPhone 11 Pro Max, pin 86, ngoại hình đẹp nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu nha, 11 Pro Max 64 GB, pin 86, ngoại hình đẹp. Samsung Galaxy M53 nha, M53, con này thì ngoại hình hơi trầy nhiều nè, M53. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 5 triệu nha, M53 5G. RAM 8 bộ như trong là 256 GB, hai SIM 8256, 5 triệu nha, M53 5G. iPhone XS Max 256 GB, mẻ nhẹ xíu kính cam nha, không ảnh hưởng, 256 GB, giá tốt luôn. Pin 85 nha, ngoại hình tổng thể tầm 97 nha, hơi trời. 6 triệu tư nha, 6 triệu tư thôi, XS Max nha, thấy cái cam rất là rẻ luôn, bên mình thì mình không xử lý nha, bán rẻ cho mọi người luôn. Xiaomi Mi 11 nha, Mi 11, con này màn hình ám nha, ám như con nãy phun bóc nha mọi người, đây, nó ám như thế này nè, ám như thế này nha, nó hồng, anh em cài cái chế độ này tối là sẽ không thấy nè. Đây, nên tối vô là xài là ok luôn. Con này thì màn hình rất là to nha, màn hình rất là đẹp, màn hình độ phân giải cao nha, rất là đẹp nha. Con này thì camera 108 chấm. Giá bán của bên mình là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2. Mi 11, RAM 8, bộ nhớ trong là 256 GB, chạy chip Snapdragon 888 nha. Xiaomi Redmi 10 5G, con này vỏ hơi trầy. Redmi 10 5G nha. Con này chạy chip mạnh nè, giá tốt, Redmi 10 5G. RAM 4 164 GB, máy đẹp chen 99, giá bán là 2750. Cây này thì ngoại hình hơi trầy xíu, giá bán là 2.350.000 nha, 2.350.000. iPhone 12 Pro ngoại hình xấu nha, ngoại hình hơi trầy, hơi xấu nhiều nè, giá bán của bên mình là 10 triệu 7 nha, 12 Pro 10 triệu 7 thôi, ngoại hình xấu, cắn nhiều nha. Pin 87, 12 Pro nha, ngoại hình tổng thể này nó hơi cắn xíu, hơi xấu xíu nha, 10 triệu 7 thôi. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, máy đẹp 3850 nha, Note 11 Pro. RAM là 8, bộ nhớ trong 128 GB, màn hình OLED, camera 108 chấm nha. 3.850.000, Note 11 Pro nha. Có iPhone 11 tiếp nha, iPhone 11 đợt này thì nói chung đợt này iPhone rất là ít hàng luôn, không có hàng. Máy zin chuẩn thì rất là ít nha, pin 90, 64 GB, ngoại hình trầy nhẹ nha, ngoại hình trầy nhẹ. Cái này giá bán của bên mình là 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8. Samsung Galaxy Note 20 nha, 5G, RAM là 8256 nha mọi người. Con này ngoại hình hơi xấu nè, bút thì nó khác màu nha, bút khác màu, 8256. Giá bán của bên mình cây này là 4.650.000 nha, 4.650.000, Note 20 5G nha. Cây này là cây Samsung Galaxy Note 10, hàng Việt Nam, ngoại hình hơi trầy xíu. Giá bán của bên mình là 4.200.000 nha, cũng RAM 8256 luôn, Galaxy Note 10, hàng Việt Nam. Hôm nay thì mình mới về thêm Samsung Galaxy Note 20 Ultra, bản Mỹ thì sẽ là hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128 GB, ngoại hình đẹp nha. Note 20 Ultra 5G, bản U là Mỹ nha, một SIM vật lý, một eSIM, RAM 8, 128. Giá bán của bên mình là 8.250.000 nha, ngoại hình còn khá là đẹp nha, Note 20 Ultra 5G. Này về vài cây thôi nha. Samsung Galaxy A42. A42. Con này được cái sở hữu màn hình OLED nha, màn hình OLED, RAM là 4 bộ nhớ trong 128 GB. Chip Snapdragon là 750 5G nha, chip này khá là mạnh, màn hình 6.6 inch. Máy đẹp keng 99. Giá bán của bên mình là 2.8 triệu nha. A42 5G, 2.8 triệu.
đẹp keng luôn. Con này thì một sim nha. N này hình như là bán hàng nha mọi người, một sim. Nhưng mà con này không có áp rác luôn nha, không có áp rác. Như bản quốc tế luôn, không có áp rác. Màn hình khá là đẹp luôn, màn hình OLED nha. Giá bán là 2 triệu 8 thôi. Hôm nay thì mình có một cái Xiaomi, cái này là Xiaomi Mi Note 10 nha, Mi Note 10. Đây, Mi Note 10. RAM là 6, cũng như trong 128 GB. Mi Note 10. Con này thì nói chung là nó nhận SIM mà nó không có sóng nha. Giá chữa cháy cho mọi người thôi. Camera 108 chấm, màn hình cong, ngoại hình đẹp 97 nha. Mi Note 10. Máy zin luôn. Mình thì mình không có sửa máy, thanh lý cho mọi người. Giá bán của bên mình là 2 triệu nha, 2 triệu. Nó nhận SIM nha, nhưng mà không có sóng nha. Có đồng hồ nha, đồng hồ này đẹp như mới luôn nha, không như mới luôn. Con này là Samsung Galaxy Watch 3 nha, Watch 3 rất là đẹp nha, những cái này nó đẹp như mới à. Đây Galaxy Watch 3, con này size tầm cỡ 42 nha, size 41 nha, size 41 đẹp như mới luôn. Con này bản thép này, bản thép đẹp như mới, Watch 3. Pin này xài cũng hơn được ngày nha. Giá bán của bên cái này là 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6. Máy đồng hồ rất là đẹp nha, màn hình còn khá đẹp. Galaxy Watch 4 nha, Watch 4. Con này thì bản LTE luôn. Giá bán của bên mình là 2 triệu 8 nha, Watch 4 2 triệu 8. LTE. Size 45 nha, Watch 4. Này mình có mấy cái đồng hồ rất là đẹp nha. Còn là đẹp kèm không à, giá thì đẹp khen luôn. Galaxy Watch Active 2 nha, Active 2, con này size cỡ 45 nha. Watch Active 2 size 44, ngoại hình cũng đẹp khen luôn. 1 triệu 350 nghìn nha, 1 triệu 350 nghìn. Có được. Cái đồng hồ này là Galaxy Watch nha, đồng hồ Galaxy Watch nè. Galaxy Watch. Galaxy Watch nha, đây. Galaxy Watch thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 1 triệu mốt thôi nha. Galaxy Watch nha, 1 triệu mốt. Những cái đồng hồ này thì còn rất là đẹp nha, còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cái đồng hồ này nữa, Galaxy Watch 2, 1 triệu 3, đẹp keng nha. Khá là đẹp. Những cái này khá là đẹp nha. Oppo A73, RAM 6, bộ nhớ trong 128, màn hình OLED nha. A73, giá bán là 2 triệu 8 nha, A73. RAM 6, 128, ngoại hình đẹp 98 nha, có cắn nhẹ xíu. 2 triệu 8. Tiếp theo thì mình có Samsung Galaxy Note 10 cộng nha, hàng Việt Nam. Ngoại hình đẹp 98 nha. Ngoại hình tổng thể còn khá đẹp luôn, Note 10 cộng sẽ RAM 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB, hàng Việt Nam, 2 sim. Hàng Việt Nam tới thời điểm này kiếm cái máy không ám, ngoài hình tầm cỡ này thì rất là hiếm nha, ra 12256 nha. Đẹp. Giá bán của bên mình là 6 triệu 2 nha, Note 10 cộng nha, 6 triệu 2. Mình có 2. Xiaomi Mi 12T, RAM 8, 128 nha. Bảo hành khá là dài luôn, ngoài hình đẹp keng 99, Mi 12T. Giá bán của bên mình là 6 triệu 9 nha, Mi 12T, 8, 128. Màu xanh. RAM 8 128 6 triệu 9 nha. Máy đẹp keng luôn. Con này thì camera 108 chấm nha. Có 3 màu. Màu bạc nữa. Những cái này đẹp như mới hết nha mọi người. 8128 GB. Xiaomi Redmi Note 10 Lite. Con này là Mi Note 10 Lite nha, RAM 8 128. Ngoài nó tổng thể nó hơi trầy nha. Những cái này thì mình bao cho anh em một tuần thôi nha, những cái Mi Note 10 Lite. Máy thì cam kết với mọi người là nguyên zin nha, nhưng mình bao cho mọi người một tuần thôi, anh em nào mua thì thông cảm nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 2 triệu 950 nghìn, Mi Note 10 Lite 8128, 2 triệu 950 nghìn thôi nha. Samsung Galaxy S10 cộng nha, máy còn khá đẹp luôn, hàng chính hãng nha, S10 cộng. Giá bán của bên mình là 4 triệu 4 nha,
F10+ nhân màu xanh máy đẹp, có được 2 cây thôi, khá là đẹp luôn, hàng công ty 4,4 triệu. Mi 11T RAM 8256 nha, con này ngoại hình còn cũng đẹp nha. Mi 11T 8256, ngoại hình đẹp 98, 4.950.000 nha, Mi 11T. Con này là con Mi 10T RAW 5G RAM 8256, vỏ nó hơi trầy xíu, Camera 108 chấm, chip là Snapdragon 865. Giá bán của bên mình là 3.900.000 nha, 3.900.000 Mi 11T. Con này thay nắp lưng rồi, cũng 8256 luôn nha. Giá bán của bên mình cây này chỉ với giá là 3.700.000 nha, 3.700.000 Mi 11T. Có này cây này nắp lưng, nha. 8256 hết hàng công ty hết nha. Con này trầy, hơi trầy tí. Con này giá bán của bên mình chỉ với giá là 3.500.000 thôi, Mi 10T RAW 5G nha, 3.500.000. Techno, con này là con Bova 2. Màn hình rất là to luôn, màn hình 6.8 độ phân giải 2K nha. Độ phân giải Full HD chứ. Bova 2, RAM là 4.64GB, pin 7000, màn hình là Full HD. Giá bán của bên mình là 2.450.000 nha, 2.450.000 Techno Bova 2. Hôm nay thì mình về được cái iPhone 11 nha. iPhone thì đợt này rất là ít hàng luôn, rất là hiếm luôn. Ngoài hình tổng thể thì còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Pin 89. iPhone thì đợt này máy zin rất là ít nha, pin 89 nè. Bản Mỹ 64GB. Ngoài hình tầm 98 nha, có trầy nhẹ iPhone 11. Giá bán của bên mình là 6.950.000 nha, iPhone 11 máy zin. Samsung Galaxy S21 FE nha. S21 FE. 2 SIM. RAM là 8.128GB nha, cây màu này màu đen. Một cây máy giá rẻ luôn nha. Cây này giá bán của bên mình là 6.400.000 nha, 6.400.000. Con này là con Mi 11T nha, Mi 11T. RAM là 8128, con này màn hình nó có chấm sáng nhẹ bằng đầu kim đây. Bằng đầu kim đây nha, nó hơi sáng nhẹ xíu này. Giá cực kỳ tốt, chỉ với giá là 3.700.000 nha, 3.700.000 Mi 11T nứt kính nữa nè, nứt cái kính cam. Camera 108 chấm, chip Dimensity là 1200 nha. Màn hình OLED RAM 8128. Giá bán của mình là 3.700.000. Samsung Galaxy S21 nha, hàng Việt Nam, máy đẹp nha, S21 này, hàng Việt Nam máy đẹp. Con này còn khá là keng luôn nha, khá là keng. Hàng Việt Nam máy rất đẹp nha. S21 5G RAM 8128. Hàng Việt Nam máy đẹp như thế này giá bán của bên mình là 6.000.000 nha, 6.000.000. Máy đẹp. Samsung A50 35G màu đen đẹp keng. Giá bán của bên mình là 5.200.000 nha, A53 5G nha, đẹp keng, RAM 8128, máy rất là keng luôn, như mới luôn nha. Samsung Galaxy Note 10 cộng nha, con này thì màn hình nó đầy, nó có bị một xíu này nha, một tí thì tí thôi, Note 10 cộng nha. Giá bán của bên mình sẽ là 4.700.000 nha, 4.700.000 Note 10 cộng bản Mỹ. Con này bán hàng chứ, Note 10 cộng bán hàng nha. RAM là 12 bộ nhớ 256GB. Vì một tí thì tì nha. Đây, một tí thì tì rồi. 4.700.000 nha. iPhone XR. Con này thì ngoại hình đẹp 98 nha, có trầy nhẹ nha, XR. Có trầy nhẹ nha. Con này là bản 128GB, pin cao nha. Máy zin pin cao. Đây 128GB, bản Mỹ. Máy zin chuẩn nha. Pin 92, pin 92. Giá bán của bên mình là 5.700.000 nha, 5.700.000 XR 128GB, 5.700.000. Xiaomi, con này là Mi 11 Lite 5G nè. RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Màu hường. Ngoại hình tổng thể đẹp nha, ngoại hình tổng thể đẹp. Giá bán của bên mình là 3.900.000 nha, 3.900.000. Xiaomi Redmi Note 11
Con này thì sở hữu màn hình OLED nha. RAM là 6 bộ nhớ trong 128 GB, màu xanh, máy đẹp nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 2.850.000 thôi. Redmi Note 11, camera 50 chấm nha, màn hình OLED. Xiaomi Mi 10T Pro 5G, RAM 8 128, con này ngoại hình hơi chạy nha, máy 97 thôi. Con này chạy chip Snapdragon là 865, màn hình là 144Hz, màn hình LCD, camera 108 chấm, pin 5.000 nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 3.850.000, Mi 10T Pro 5G, 3.850.000. Samsung Galaxy Note 10, hàng Việt Nam, 2 SIM, ngoại hình hơi chạy nha. Máy thì tầm 98, nói chung còn khá đẹp nha, khá đẹp luôn, 4.500.000 nha. Samsung Note 10, hàng Việt Nam, 2 SIM. A33 5G, RAM 6, 128 nha. Giá bán là 3.700.000 nha, 3.700.000, máy hơi chạy này, 3.700.000 thôi, A33 5G. Samsung M52 5G nha, 4 triệu, ngoại hình đẹp nha, M52 5G. RAM sẽ là 8128, màn hình OLED, 4 triệu. Con này là con Huawei Nova 5 Pro, nứt nhẹ cứng nha. Con này thì máy xách tay nha mọi người. Màn hình là màn hình OLED, con này chạy chip Snapdragon, chạy chip Kirin 980 nha, RAM 8128, Nova 5 Pro. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 1.750.000 thôi, 1.750.000, quá rẻ luôn nha. Lenovo Tab M10 Full HD LED nha, con này màn hình là 10 inch độ phân giải Full HD nha. Lenovo thì nó chạy Android hầu như thần Google, cực kỳ mượt luôn. RAM là 4/64GB. Giá bán của bên mình cây này chỉ với giá là 3 triệu nha. Lenovo Tab M10 Full HD LED nha, 3 triệu. iPad nha. Con này là iPad M1 16GB Wi-Fi. Giá bán của bên mình là 2.150.000 nha. Con này màn hình độ phân giải là 2K, màn hình 9.7 inch, pin cao nha. M1 Wi-Fi 16GB. 2.150 thôi. iPad E2 16GB Wi-Fi 4G nha. Tổng thể con này thì nó tầm 98%. Giá bán của bên mình sẽ là 2.950.000 nha. iPad E2 Wi-Fi 4G, bản Wi-Fi có 4G luôn nha, 16GB, 2.950. iPad Air Wi-Fi 16GB tiếp nha, chỉ với giá là 2.150.000 thôi. iPad E2 16GB, con này cũng Wi-Fi 4G luôn nha, màu vàng, có ốp lưng luôn nè, 2.950.000. iPad Gen 7 32GB nha, 4.950.000, màu gray, máy đẹp nha, Gen 7. iPad Gen 8 32GB, giá bán của bên mình là 5.650.000 nha. iPad Gen 8 32GB, 5.650.000 thôi. Có iPad Pro nữa nha, iPad Pro 9.7 inch, giá bán của bên mình là 4.800.000 nha, Wi-Fi có 4G luôn, iPad Pro 9.7 inch nha, 32GB, con này như bản 128GB nha mọi người, Wi-Fi 4G, 4.800.000, con này màn hình thì nó hơi hồng nhẹ nha. Samsung Galaxy Tab A7 nha, Tab A7, con này sẽ là RAM 3, bộ nhớ trong là 64GB, đây, màn hình khá là to, màn con này chắc tầm cỡ 10 inch nha, Tab A7. Tab A7 thì giá bán của bên mình sẽ là 3.550.000 nha, Tab A7 thôi, chỉ với giá 3.550.000, cực kỳ rẻ nha. Còn có được 2 cây à. Con này là Realme 8 5G, Realme 8 5G nha. Giá bán của bên mình là 3.300.000 nha. Đây, Realme 8 5G, ngoại hình đẹp keng 99 nha, phụ kiện chưa dùng luôn. Realme 8 5G, 3.300.000 nha. Còn có 2 cây. Thanh lý cho mọi người luôn. Realme 8 5G. RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB nha. Đây. iPad Gen 7 32GB Wi-Fi nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu nha. iPad Gen 7 32GB Wi-Fi. Full box máy đẹp nha.
Đây, máy khá đẹp luôn. Gen 7 32 GB, cùng bóc nha. 5 triệu thôi. Máy đẹp như mới luôn nha. Con này là con Reno 7 Pro 5G, máy đẹp nha. Màn hình 98, 6 triệu 550 nghìn, 7 Pro 5G, RAM sẽ là 12 GB, còn nhớ 256 GB. Oppo A77s nha. 3 triệu rưỡi, máy đẹp nha, A77s. Máy đẹp 3 triệu rưỡi. Đây, 3 triệu rưỡi nha, 2 cây, RAM sẽ là 8 trong 128 GB. Reno 8 4 triệu rưỡi, máy đẹp. Con này con Reno 7Z 5G nha, RAM 8128, 4 triệu rưỡi, máy đẹp nha, 7Z 5G. Oppo A57 RAM 4128 nha, 2850. 8T 5G, RAM 8256, ngoại hình đẹp nha, 6 triệu rưỡi, khá là keng luôn. Oppo A93 nha, màn hình ám nhẹ thôi, 2 triệu 350 nghìn nha, giảm còn 2 triệu 2, A93. Con này là con Oppo A57, RAM 6128 nha, bản RAM 6128 cực hiếm luôn, 3 triệu. Con này A76 nè, 3350. Oppo A54 5G nha, 2 triệu 050 nghìn, vỏ hơi trầy, RAM 4664 nha, A54 5G. 7Z 5G 4 triệu rưỡi, máy khá đẹp nha, 7Z 5G. Reno 7 3 triệu 9 nha, Reno 7 nè, 3 triệu 9, máy đẹp. Redmi Note 9 Pro, RAM 6164, camera 64 chấm, 3 triệu nha. Redmi Note 9 Pro. Xiaomi Mi 11T Pro nha, 5 triệu 950 nghìn, máy đẹp. Mi 11T Pro sẽ RAM 12, đồ nhớ trong là 256 GB, chạy chip Snapdragon là 888 nha, loa là Harman, máy rất là đẹp nha, 5950. Con này là con Xiaomi Mi Note 11 Pro 8128, 4 triệu nha, Mi Note 11 Pro. Mi 11 Lite 5G ne, RAM 8128, ngoại hình trầy, 3 triệu 850 nghìn nha, Mi 11 Lite 5G ne. Note 11 Pro 8128, 3 triệu 9 nha, Note 11 Pro, máy đẹp, 3 triệu 9, 8128. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8256 nha, bản RAM 8256, máy đẹp, giá bán là 5 triệu rưỡi. Note 11 Pro 3 triệu 850 nghìn, máy đẹp nha, tùy theo tình trạng cây thì giá nó chênh lệch nhau, xí đỉnh nha mọi người. Con này con Poco C40, RAM 4164, con này chạy chip 680, máy đẹp 2150. Và mình có con Redmi 10C, cấu hình cũng y chang con Poco C40 luôn, mà con này bản 128 GB, ngoại hình trầy nhẹ xíu, 2150 luôn nha. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4164, 2 triệu 550 nghìn nha, Note 11. Con này là con Xiaomi Redmi Note 9 5G nha, 8128, con này cấu hình mạnh nè, ngoại hình đẹp keng. Note 9 Pro, Redmi Note 9 5G 8128, 2 triệu 850 nghìn nha, 2850, này cấu hình khỏe, máy đẹp. Note 12 RAM 8128, máy đẹp nha, 3 triệu 8 nha, Xiaomi Redmi Note 12 8128. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, con này thay lưng rồi nha, giá bán của bên mình là 3 triệu rưỡi nha. Xiaomi CV 8128 4 triệu thôi nha, CV này 8128 chỉ với giá 4 triệu thôi. Redmi K40 nha mọi người, 8128 4 triệu 650 nghìn, Redmi K40 chip 870, màn hình OLED, camera của nó là 48 chấm nha. Vivo Y21 nha, RAM 4164, 2 triệu 2 nha. Con này mà pin pin trâu, màn hình to, 2 triệu 2 thôi. Vivo V25e RAM 8128 nha, 4 triệu 2. V25e máy đẹp, 4 triệu 2 nha. V25e, cây này giá bán của bên mình là 4 triệu nha, trầy nhẹ 98, 4 triệu.
Vivo Y20 RAM 4 1/64 1.950.000 nha. Khá là mềm. Con này là con Vivo Y55 RAM 8 128 nha, 3.350.000. Con này camera rất là đẹp luôn, màn hình là màn hình OLED nha. Vivo Y21, cái này ngoại hình hơi chạy, Y21 nha, 1.900.000 nha, Y21. Vivo, con này là con Y22S, RAM 4 128 2.900.000 nha. Mình có bản RAM 8 128, giá bán là 3.200.000. Con này là con Vivo Y21S nha, RAM 6 128 2.600.000 nha, Y21S. 8 128. Vivo Y35 nha, Y35 thì RAM 8 128 nha, con này được cộng thêm 8 GB từ bộ nhớ vô nữa nha. Con này thì nói chung là RAM thì nói chung là khỏi lo thiếu RAM nha. Con này giá bán của bên mình sẽ là 3.600.000 nha, camera là 50 chấm nha. Con này là con Vivo S1 Pro RAM 8 128 màn hình 97 nha, 2.500.000. Theo là có Xiaomi Mi Band 5 nha, RAM 6 128 màn hình trầy nhẹ, 5.200.000 thôi nha, Mi Band 5. RAM 6 128. Và tiếp theo là cây Samsung Tab S7 FE. Tab S7 FE này thì máy đẹp keng có bút luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 6.400.000 nha, Tab S7 FE. Hôm nay giảm cho mọi người còn 6.350.000 thôi, 6.350.000. Và tai nghe nha, tai nghe thì hôm nay mình có tai nghe AirPods 2 nha, AirPods 2 và mình có AirPods Pro và AirPods Pro Gen 2. AirPods 2 thì giá bán là của bên mình là 160.000, AirPods Pro thì giá bán của bên mình là 185 và Pro Gen 2 thì giá là 195.000 nha. Tai nghe thì bên mình là anh em vui lòng chuyển khoản trước thì mình mới ship nha. Tai nghe Oppo Reno 6 5G ngoại hình đẹp keng 99 nha, 4.500.000. Reno 6 5G khá là đẹp luôn. Oppo A57 nha, RAM 4 1/64, giá bán là 2.900.000 A57 nha, máy đẹp 2.900.000. Con này là con Oppo Reno 8T 5G, RAM là 8 1/128. Hôm nay 8 128 giá bán của bên mình sẽ là 6.300.000 nha, 6.300.000 8 128. Reno 7 5G 4.900.000 nha, máy đẹp nè, Reno 7 5G sẽ là RAM 8 1/256 GB màn hình OLED nha. Reno 8 5G 7 triệu, RAM 8 256 màn hình đẹp keng 99 nha, Reno 8 5G. Reno 8T 5G bản 256 GB ngoại hình đẹp, giá bán của bên mình là 6.500.000 nha, 256 GB. Reno 6 5G máy hay ngoại hình 98 4.300.000. Con này là con Oppo A76 nha, RAM là 6128 3.200.000 nha, A76. Oppo Reno 7Z 5G 8128 nha, giá bán là 4.150.000, 7Z 5G nha, khá là tốt. Oppo Reno 6 5G màn hình con này lưu ảnh rất là nhẹ luôn, 3.800.000. Reno 8 5G nha, RAM 8 256 ngoại hình đẹp, giá bán là 4.500.000. Reno 8 5G. Reno 7 5G nha, 8256 máy đẹp 7 triệu. Reno 7 5G 4.900.000 nha. Con này là con Oppo Reno 7 8128 3.900.000 máy đẹp nha, Reno 7. Samsung Galaxy Z Flip 4 RAM 8256 nha, máy đẹp keng 11 triệu nha mọi người. Z Flip 4 nha, 8256 đẹp keng luôn, 11 triệu. Galaxy Z Flip 3. Cây này thì bản 1 sim nha, ngoại hình cũng đẹp, khá là đẹp luôn, RAM 8256 1 sim Z Flip 3 nha, khá là keng nha mọi người. Giá bán của bên mình hôm nay là 7.350.000 nha, Z Flip 3 5G 1 sim, giảm giá cho mọi người luôn. Và mình có hàng công ty, máy đẹp keng Z Flip 3 5G, bảo hành từ tháng 8 2023, khá là đẹp luôn nè. Giá bán của bên mình hôm nay là 7.800.000 nha, Z Flip 3 5G, giảm giá cho mình còn vài cây giảm giá luôn, 7.800.000. Đây, Z Flip 3 5G nữa nha, bản RAM 8 256, con này ngoại hình đẹp 98 nha, nói chung ngoại hình cũng còn khá đẹp nha mọi người, 7.800.000 thôi.
Bản 256GB thì giá bán là 8 triệu nha, còn bản 128 thì 7 triệu 8. Còn này là bản 128 nè, 7 triệu 8 nha, màu đen, máy khá là keng luôn. Còn có thêm một cây này là cây sách tay nha, này sách tay cũng 256GB, cây này hơi trầy nha, giá rẻ cho mọi người thanh lý luôn nha. 7 triệu 150 nghìn thôi, Zlip 3 5G, 8256 một sim, 7 triệu 150 nghìn nha. Samsung Galaxy M12 RAM 4 và nhớ trong là 64GB, ngoại hình đẹp nha. Con này pin rất là trâu luôn, M12. Giá bán là 2 triệu 350 nghìn nha, 2 triệu 350 nghìn M12. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G nha, con này ngoại hình tầm 97 nha, có hơi trầy. Con này sẽ là một sim RAM 12 và nhớ 256, máy hơi trầy viền xíu. 5 triệu rưỡi nha mọi người, 5 triệu rưỡi, Note 10 cộng 5G. Samsung Galaxy Note 10 hàng Việt Nam 2 sim RAM 8 256, ngoại hình đẹp 98 nha. Nói chung con này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn tới thời điểm này. Giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi thôi. Samsung S22 LED, con này thì RAM là 8 bộ nhớ trong 128, bản từ tháng 4 2024 nha, con khá là dài luôn nha, ngoại hình còn khá là đẹp luôn. 10 triệu rưỡi nha, 10 triệu rưỡi S22 LED, bảo hành dài 10 triệu rưỡi. Samsung A24 RAM 8 128 nha, bản từ tháng 5 2024, bản rất là dài, máy đẹp keng. A24 giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 350 nghìn thôi nha, RAM là 8128 4350 nha, giảm giá luôn. Tiếp theo là A34 5G 3 tháng 4 2024, máy đẹp keng, khá là keng nha mọi người, còn đẹp keng luôn nè, 5 triệu 650 nghìn nha, A34 5G. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ, RAM là 12GB bộ nhớ 128 nha, con này ngoại hình đẹp 98 nha, trầy nhẹ. 8 triệu 250 nghìn, bản Mỹ thì sẽ là 2 sim, 1 sim vật lý và 1 eSIM nha, Note 20 Ultra 5G. Con này còn Samsung A13 RAM 6 128, vỏ nó hơi trầy xíu nha, 2 triệu 750 nghìn. S21 FE 5G, con này thì 2 sim, RAM 8 256 nha, sườn nó hơi cắn, quá rẻ nha, 5 triệu 450 nghìn nha. S21 FE 5G 2 sim, sườn nó hơi trầy, hơi cắn xíu thôi, RAM 8 256, 5 triệu 450 nghìn. S21 Ultra 5G, con này 2 sim nha, RAM 12 bộ nhớ trong là 128, con này ngoại hình hơi trầy xíu nha, hơi trầy xíu nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu 650 nghìn nha, giảm giá con này còn 9650. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam 2 sim 9650. A54 5G, con này sườn nó có cắn nhẹ một xíu này, A54 5G nha, giá thì rất là tốt, giá chỉ có 5 triệu 650 nghìn, giá bằng A34 5G nha, RAM 8128 A54 5G. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam, con này ngoại hình cũng có hơi trầy xíu nè, 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam sẽ được 2 sim, RAM là 8, bộ nhớ trong là 128GB. Samsung Galaxy Z Fold 4 nha, 2 sim, RAM là 12 256, còn bảo hành tháng 8, sườn nó có hơi cắn tí. Giá bán là 19 triệu nha, 19 triệu Z Fold 4 Việt Nam 2 sim 19 triệu. Samsung Galaxy Note 20 5G nha, con này màn hình ám nhẹ thôi, giá bán của bên mình là 3 triệu 950 nghìn nha. Note 20 5G RAM 8 128 3950. Con này thì hình như là bản Mỹ nha, bản Mỹ. S22 Ultra, S22 LED chứ, 2 sim hàng Việt Nam, ngoại hình đẹp 98 nha. RAM 8 128GB, trầy nhẹ. Hôm nay mình giảm giá cho mọi người, con này còn giá là 10 triệu 2 nha, S22 LED hàng Việt Nam. 10 triệu 2 thôi. Samsung Galaxy M23 5G RAM 6 128, giá bán là 3 triệu 350 nghìn nha. M23 5G, máy đẹp. Tiếp theo là Galaxy Note 10 cộng, con này thì Note 10 cộng 5G bản hàng, trầy nhẹ này, ngoại hình tầm 97 98 thôi. RAM là 12 256, 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. S22 LED hàng Việt Nam 2 sim, con này viền nó hơi trầy, giá bán là 9 triệu rưỡi nha. S20 LED hàng Việt Nam 2 sim, RAM 8 128, sườn nó hơi trầy, 9 triệu rưỡi nha. S22 cộng tiếp nha, đây hàng Việt Nam máy đẹp, 10 triệu 2, màu hồng nha, màu hồng bên mình đang bán với giá 10 triệu 2.
S21 Ultra 5G hàng Việt Nam 2 SIM. RAM 12 bộ nhớ 128 ngoại hình đẹp keng 99 nha. Đẹp keng. Có không có trầy nhẹ chứ không keng nha mọi người, màu bạc thì nó đỡ thấy trầy hơn. Giá bán là 10 triệu nha, S21 Ultra 5G Việt Nam. Samsung Galaxy M53 5G, RAM 8 256, ngoại hình đẹp 98 nha, có trầy nhẹ nè. Giá bán của bên mình là 5.350.000 thôi, 5350 M53 5G. Samsung Galaxy S22 LED màu đen, RAM 8 128, con này sườn nó cũng có cắn nhẹ nha, tầm 9798 nha, tầm 9798. 9 triệu 9 nha, 9 triệu 9. Tiếp theo là con A32 RAM 8 128 nha, 3.350.000, Samsung A32 RAM 8 128GB, 3.350.000 nha. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.